triển lãm sinh vật cảnh do câu lạc bộ sinh vật cảnh Hữu Bằng tổ chức đón chào xuân mới. Một cây xanh, những cái lá non của nó rất là đẹp. Kim sa tùng này. Một tác phẩm rất là đẹp. Kim sa tùng có lẽ ở trong miền Trung cũng rất là nhiều. Và có những nơi người ta dùng cái lá của kim sa tùng ấy để làm chổi quét nhà. Tuy nhiên mà khéo tạo tác thì nó cũng ra một cái tác phẩm rất là có giá trị. Và cái hoa của kim sa tùng rất là đẹp. Trong những năm gần đây thì nhiều người đã biết đến giá trị của cây kim sa tùng này, bởi cái lá của nó nhỏ và hoa của nó đẹp và cái thân của nó cũng rất là xù xì. Và cũng rất là đặc biệt là những cái xù xì và những cái kiểu cách như này đều là do thiên nhiên tạo lên, con người cũng không phải tác động nhiều. Một tác phẩm phải nói là đẹp và làm cho chúng ta cảm thấy rất là đáng yêu. Tùng La Hán này. Một tác phẩm vọng cách phải nói là rất đẹp. Rồi cứ gái tí bố đưa về Hải Phúc Vân, Hải Phúc Cháu Hoàn Cường. Đây là một cây si này, si búp đỏ. Rất nhiều những tác phẩm đẹp có giá trị được đem đến triển lãm sinh vật cảnh Hữu Bằng. Cái đa này. Nguyệt quế. Cái
cái cây nó có cái thám xương cột thú là cái gì? Đấy, cây có cao rồi, cái đá này ngâm nước rồi. Chú mới chỉ chém nó đúng không? Chú mua nhớ thôi nhá. Còn nó hái thử này, thử này. Đúng không? Chỉ chém thôi. Đây. Xanh kỳ đá. Cây xanh chủ nhân là anh Phạm Văn Khang. Con thấy cơm thích chưa? Vâng ạ. Thích trình zoom ở cùng với gái nhau. Vâng ạ. Có cái tiền nha, tiền hơn là dùng nói gì. Vâng. Xanh dáng siêu. Thân cây cũng rất là xù xì. Xanh dáng làng. Thank you.
đây là một cái si. Cây xanh có kiểu dáng cũng rất là độc đáo. Chào các bác. Tùng La Hán cũng rất là đẹp. Xanh dáng trực hoành này. Thank you.